con đang ngủ. Sao cái giọng này nghe quen thế nhở? Mẹ. Tụi nó. Trời ơi. Trời ơi. Ông làm cái gì vậy? Không, tụi báo cho bà nghe một cái tin vui, một cái tin vui nè. Tin gì? Trời ơi, My con gái mình á, nó lên làm trợ lý giám đốc rồi. Thì không. Ôi, mẹ, tao biết chúng con. Mẹ ơi. Thiệt không chị? Ừ. Yeah. Trời ơi. Cái thằng ngồi hiếp. Mà dạo này My bận lắm hả? Ừ, nhưng mà vui lắm. Nhiều thứ mới phải học nên My thấy hứng thú hơn. Với lại My còn được làm việc trực tiếp với giám đốc nữa chứ. Có vẻ My thích giám đốc quá ha. Trời ơi, còn phải nói, My thích cô Hồng lắm luôn á. Cô Hồng là thần tượng của My á. Khe mà gặp cô Hồng, Khe cũng sẽ thích giống My thôi à. À, hay là để bữa nào My giới thiệu Khe với cô Hồng nha. Biết đâu hai người có dịp hợp tác trong tương lai thì sao? Làm trợ lý của mẹ, không biết nên vui hay nên buồn đây. Sao anh vô được đây? Thì vô thì cứ vô thôi, có sao đâu. Chắc bà vậy không nói gì hết hả? Khang. Gì? Khang có. Sao? Mặt Khang bị dính mực kìa. Dính tùm lum rồi kìa. Trời ơi. Chết rồi. Sao mày chuỗi nó không ra luôn á? Chị quên tập tài liệu. Đang ghé lấy rồi chị về. Em ăn trước đi. Trời ơi, giám đốc tới. Làm sao bây giờ? À không, nó không về đâu. Chỉ có chị em mình thôi. Ừ. Hả? Ờ. Đi đâu hết rồi? Cô Hồng đi rồi. Hay không sao á? À, có sao á. Chết rồi, cam bị trẹo cổ rồi. Không quay ra đây được. Sao bây giờ? Ủa? Con vẫn chưa lo đi tìm chỗ ở nữa hả? Vật vở văn phòng ngoài như vậy, coi sao được? Thật ra là con cũng đang tìm phòng mà, tìm lâu rồi. Nhưng mà chưa có phòng nào ưng ý hết á. Bà định cho thuê cái phòng của ông Cường. Sao tự nhiên mà lại cho thuê? Rồi Cường nó ở đâu? Nó đang cần một số tiền để nó trả nợ. Trả nợ chiếc xe biết không? Bà định cho thuê cái phòng của nó vài tháng để nó có tiền đó mà. Con thấy có người lạ trong nhà là mẹ không có chịu đâu á. Yên tâm, bà đâu có điên đâu mà cho người lạ. Mình cho người quen. Người quen là ai á ba? Con có biết không? Để ba còn phải hỏi qua ý kiến của người ta một chút. Đó, thấy không? Nè, nguyên cái phòng là thấy chưa? À. Nếu như con mướn con ở ngay đây đó, là con sẽ ăn cơm nhà bác do chính tay bác nấu. Mà chất lượng món ăn ở đây thì sao con biết rồi đó. Nghe mồ ác quá ha. Ổn chứ. Con quyết định rồi. Sao? Con sẽ thuê phòng này. Phòng này nha bác. Phòng này nha. Phòng này luôn. Chắc chắn nha. Chắc chắn. Vậy thì bữa nay dọn vô ở luôn. Rồi ba nói mẹ biết chưa? Chưa. Sao mày chưa nói nữa trời? Trời đất ơi. Bây giờ á, mà thuyết phục mẹ, mày đợi mẹ mày đồng ý á, lâu lắm à. Đây đi ông phụ cho. Ờ được rồi. Đẩy đi.
mẹ về. Cứ ra cản mẹ con liền đi. Đi ra cản mẹ con đi. Trời ơi, lẹ lên bà biết rồi. Mẹ. Ủa con. Mẹ mới về hả? Ừ. Mẹ đi đâu sớm giờ vậy? Cái gì vậy? Mẹ đi đâu từ sớm mẹ ra giờ? Quán. Ra quán hả con? Ôi trời ơi, gì tôi để cái gì ở trong này mà sao nó nặng quá. Trời. Cái thằng Cường này sao nay con sến súa quá vậy? Nói hả? Gì? Tại vì con nhớ mẹ quá nên tự nhiên bỏ con đi sớm giờ. Trời đất ơi, ba về chưa? Bà... Cái gì vậy? Cái thằng đẹp với nét để cho mẹ vô. Nhưng mà con thương mẹ lắm, mẹ đừng có la con nữa. Trời ơi, con đánh mày bây giờ á. Cái gì mà con cứ nắm con kéo mẹ hoài vậy? Cái thằng này chưa có nấu xong mà mình làm cái gì ạ? À? Trời mát đó, đứng cho nó khỏe chứ. Thằng ngộ lắm nha. Cái căn nhà thì bé nhỏ như vậy nè, mà ông luồn ông lách làm sao mà tôi thấy ông lúc ẩn lúc hiện á. Em làm như anh là vong hồn vậy, luồn lách lúc ẩn lúc hiện. Anh đâu có làm gì đâu, đứng đi gió đúng mát mà. Nhức đầu quá đi. Mấy nay căng thẳng nhức đầu quá. Mấy nay ba mệt lắm, cứ nhức đầu hoài, cứ nhức đầu rồi hết rồi lại nhức đó nhức đầu nữa kìa. Thấy không? Sao dạo này hay nhức đầu vậy? Ai biết đâu, nhức đầu dữ lắm. Con thấy mẹ cũng mệt lắm. Không mấy giờ mẹ đi vô mẹ tắm đi rồi con dọn cơm nhà mình ăn cơm. Ừ. Nay tôi thấy hai cha con mấy người sao sao á, thiệt luôn á. Có đâu gì sao đâu, sao chuyện bình thường. Bình thường mà. Có đứa nào thấy chai dầu của mẹ đâu không vậy? Ủa Minh về hả con? Để con ra coi thì sao? Ê, từ 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 từ. Sao mẹ thấy một cái bóng người chạy lướt qua mà không phải thằng Minh? Trời ơi, có chuyện ăn trộm. Không có đâu mẹ. Khu nhà mình nào giờ làm gì có trộm. Chắc là mấy con mèo hoang á. Mèo hoang cái gì, mày bị điên hả? Một cái bóng to đùng to đoàn ở đâu ra mà mèo? Mẹ này, giờ này còn sớm ai mà đi trộm. Chết rồi. Trời ơi. Gì vậy trời? Chết vậy rồi con? Chết con ơi. Cái gì mà vậy con? Nè. Chết mà rồi. Ủa sao mà mũi cắn quá trời vậy con? Trời ơi cái gì vậy con hả? Cái mũi gì? Trời đất ơi. Sao con để mà sao vậy? Con bị mũi chết. Hả? Ôi. Mà sao bị mũi chích dữ vậy? Hả? Con nằm ngủ ở đây nè. Ủa tại sao con lại ngủ ở đây? Trời ơi. Mà mũi chích có chút xíu thôi, hơi nó lạnh chứ có cái gì đâu mà la làm hết hồn. Rồi phòng của con đâu, tại sao con không ngủ? Chưa hả? Giờ này mà con nằm ngủ. Sao cái giọng này nghe quen thế nhở? Em nhất định không chịu dậy đúng không? Không chịu dậy là biết tại chuyện nha. Dậy chưa hả? Dậy chưa hả? Dậy chưa hả? Thằng này lì thiệt chứ. Dậy.